Ủy ban nhân dân tỉnh Long An vừa ban hành chỉ thị số 618 về việc triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh để triển khai thực hiện tốt quá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đúng lộ trình, Quỹ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các thủ trưởng, các sở ban ngành tỉnh, Chủ tịch Quỹ ban nhân dân các quyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện đúng theo chỉ thị đã ban hành, đồng thời chỉ đạo Cục Thuế tỉnh tập trung đông đốc, đẩy mạnh việc thực hiện chuyển đổi sang áp dụng quá đơn điện tử, có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền theo đúng kế hoạch lộ trình đề ra của Tổng cục Thuế, tiếp tục ra soát phân loại người nộp thuế là doanh nghiệp tổ chức, hộ cá nhân kinh doanh trên địa bàn là đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền theo quy định. Để trực tiếp thông báo hướng dẫn triển khai áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền, công bố đường dây nóng tại Cục Thuế tỉnh và các chi cục thuế khu vực, quyện, nắm bắt các vướng mắt trong quá trình triển khai và xử lý ngay các vướng mắt phát sinh thuộc thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh tổng cục thuế và bộ tài chính để tháo gỡ kịp thời việc đẩy mạnh sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền nhằm giúp cho người bán chủ động trong việc lập hóa đơn khi có phát sinh bán hàng dịch vụ xử lý triệt để về những vướng mắc độ trễ giữa thời điểm thanh toán và thời điểm lập hóa đơn đồng thời người mua có thể nhập hóa đơn điện tử ngay khi thanh toán qua đó thống nhất thu thuế và đem lại nhiều lợi ích thuận lợi cho người bán hàng và khách hàng khi giao dịch